Chỗ này quá đẹp luôn các bác ạ. Các bác nhớ theo dõi nhá. Đây. Chỗ này thì không đẹp nữa thì không biết nói gì luôn. Trong khi đó nó còn đang là chỗ non đây. Cũng không non mấy đâu nhưng mà vẫn non. Ai. To thế này cơ mà. Con bên này thì là con trâu gia đình, trâu của nhà mình luôn. Dưới kia có một con nữa. Trâu này là trâu chủ nhà là người đang quay này nhá. Trâu này thì to hơn trâu bên kia một chút. Đấy. Trâu non thì hiện tại chỗ mình thì trâu này là một trong những con trâu non to nhất, chưa hết răng. Vẫn còn răng cửa, à không, răng gì nhỉ, vẫn còn hai răng, hay là mấy răng ấy. Giấy đen, xoáng. Ui ơi, nắng quá không quay được rồi. Đồng Mỹ ngày nay sương mù lạnh 5 độ, hôm nay tự dưng nắng. Con này thì rõ hiền luôn. Nhìn thấy cháu kia nó cũng chả làm gì đâu. Nhưng mà chọi thử mấy lần rồi. Trâu hiền, buộc nó rất hiền nhưng mà chọi thì nó không hiền đâu mọi người ạ. Thường những ai hiền hiền thì động đến mới đau thì nó mới bực thôi. Đấy. Em đi quay phía trước cho mọi người xem nhá. Ơi, từ phía trước này đang gạ thử với trâu lúc nãy quay nhưng mà họ không đồng ý, họ bảo là sừng này nhỏ quá. Đây, chụp kiểu ảnh đây. Trâu này thì không ngán trâu già nhá, trâu già trâu trẻ đánh hết. Đánh lâu thì không biết có đánh thắng không nhưng mà cứ thả là già trẻ đánh hết. Được cái vòng ngực với lại cái cổ nó rất to. Đít thì chưa béo mấy. Đuôi đến đất. Nó thấy con bên kia thì nó toàn đứng đấy rồi. Tí nó gạ xem họ có cho đánh nhá. Đánh chơi thử. Thắng thì có giá, thua thì chả sao cả, trâu non mà. Vài năng nữa nó lại đánh ngay. Chỗ này là nghĩa địa nhá. Ây. Con này thì quay mấy lần rồi nên quay thế này thôi. Còn có trâu già. Trâu già dưới này. Đi quay cho mọi người xem.